Okay. Con đây ra. Dạ luôn. Ba lấy cái tao phạm ấy. Khó khăn. Con này tôi lo đi. Ơi. Lo đi. Dạ giống. Con lên ra. Sau khi thầy cúng xong rồi thầy lấy cái nước này thầy tắm cho mọi người. Trời ơi thiệt đó. Trời ơi, giống như con quỷ vậy. Ủa mày gắn tóc giả nữa hả? Mày đi tắm mày cũng gắn tóc giả như vậy. Mày nói giống như như vậy. Trời ơi, con này nó đi tắm mình cũng gắn tóc giả. Mọi người ơi, trời đất ơi trời. Tình đó. Trời ơi. Em đang nói lên. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói với em với con này quá mọi người ơi. Quá trời tóc luôn vậy. Gì vậy, ba chùm lẫn hả? Hả? Trời ơi, đi tắm là giống chuyện hài quá. Trời ơi. Thật ra mình vô cái lễ này thì nha cũng muốn làm cái gì cho nó vui vui, là cái đồ mình đánh số đề đó, tại biết mình vẫn thích mua vé số hay gì mình đường đúng nhau cái gì cúp bồ cúp bồ. Với lại á, chùa ở bên Thái là mất tao mày là ăn mặn nha mày, vô tắm không mày. Mày tớ gì nổ. À, chùa Thái là mọi người ta ăn mặn nha, là đạo nguyên thủy nhiều nên là các thầy ở đây ăn mặn. Nên mới nãy em nghe cái tiếng chảo dầu em nói là đang chiên trái, không phải là bây giờ đang tắm cho mặn. Tốt, con thay đồ đi. Đúng. 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 Ủa nãy giờ là hai bạn này cũng ngồi dưới luôn á hả? Hôm nay là cũng đồng nghiệp của em. À. Cũng có tình trạng luôn. Ủa vậy hả? Chắc như mốt tôi chuyển sang tôi làm cái dịch vụ này quá, tôi kết nối với chắc là bị dẫn khách đi. Được. Tiếp tục quá lại khách đi. Có là mày rồi. Mày. Đây là mày. You sour. You sour. Sour. Có phải vì ngám bảo. Nghe à, có cũng nhờ. Cũng nhờ. Không hiểu gì hết trơn. Nói chung là thầy đang tắm nè. Hả? Cái gì? Này cái gì là xăm vậy? Thì nói là thay đổi của mình ở đây là một trong những gì mà minh chứng cho tất cả chúng tôi cũng như là mọi người đang có hiện hữu. Nếu như ai tự nhiên thì chúng ta có thể tới đây chúng ta trải nghiệm nhé. Sau khi chúng ta tắm xong, chúng ta đi vào chùa và chúng ta xương khai khẩu cho mình. Sau đó là sư sẽ dán vàng cho cái lưỡi mình để cho mình có một cái lời nói, một cái hành trình rất là tốt cho đời sống của mình, vị trí gia đình của mình, gia đạo mình sẽ càng ngày càng đi lên, đúng không? Và đây là một trong những gì mà sư đang là thực hiện cho người Thái. Đây là cái hình xăm nè. Sư đang thực hiện là hình xăm nè, xăm dầu. Cái này là năm hàng, còn cái này là bùa bảo vệ, cái này là hai, cái này là bảo vệ, còn cái này là may mắn. Yeah. Cái này là cái đủ, cái này đủ. Ở bên dưới là cái này là thái dân áp, là nói chung là giống như là vừa bảo vệ vừa may mắn, nó đủ bộ cho mình luôn đó đúng không? Cái bạn này bán xăm tới hai cái vòng, năm vòng. Cái này là năm vòng, là bên này là hồi nãy em nói chị đó nhớ không? Dạ, còn cái này là bộ bảo vệ, đây là chín ngọn, với lại bên đây cũng là năm vòng nhưng mà không phải là hai thẻo của người Thái. Cái này bảo vệ thôi, hai bảo vệ, hai cái này chín ngọn với lại hai thẻo này. Theo cái luật xăm á, theo như người Thái á, tại sao người ta thích xăm nhiều, bởi vì người ta nói là thông minh tài giỏi nhưng không bằng may mắn. May mắn ở đây là người ta biết tự bảo vệ mình, giống như mình thay vì ở Việt Nam mình mua một cái bảo hiểm để mình bảo vệ cái bản thân của mình, bảo vệ sức khỏe bổn mạng, thì do đó người Thái người ta sẽ dùng những cái hình thức này. Giờ ân trên hoặc là những cái vị nào mà người ta không biết và là thần linh á, ta sẽ đi theo long tầng hoàng pháp, ta bảo hộ cho mình.
giống như những điều xấu á, như ai mà giống như dùng bùa ngải hay là những cái gì mà xấu sẽ có người nhắc mình. Giống như mình hay có những cái gì mà mình không thấy á, sẽ có người ta đi theo mình, ta nhắc mình, và ví dụ như người ta chơi mình, người ta sẽ không làm được. À, mục đích của em xăm lên như vậy đó là để bảo vệ cái mạng của mình. Giống như mình đi đường mình ngăn ngừa tai nạn nè, mình ngăn ngừa những cái điều xấu hoặc là những cái điều tốt, xấu tránh xa thì sẽ điều tốt sẽ đến với mình hơn. Đó là thu hút năng lượng của vũ trụ á. Đó là một lý do mà người Thái họ rất là thích xăm trên người. Có nhiều người nghĩ là người Thái họ xăm càng nhiều là càng sợ, không không phải là mafia. Người Thái họ rất thích xăm là bởi vì người ta xăm đó là những điều tốt. Ví dụ như là đây là đất nước tâm linh đi, người thậm chí người Việt mình qua cũng vậy. Người Việt mình qua cũng rất rất thích xăm bởi vì thấy là điều may mắn. Giống như em cũng thấy rất nhiều chuyện sợ, người ta xăm rất là nhiều. Những cái điều gì không tốt người ta sẽ ra đi. Đây là thực tế. Cái người âm người dương người ta dựng nhau. Cái này là không tin không được nha mọi người. Cái này là tự tự uống vô là tự ói ra. Có nghĩa là những cái gì mà nó xui xẻo, những cái gì mà nó không tốt ở trong người là tự động nó đi ra như một cái gì. Trời ơi, quá dễ sợ. Là đi ra. Việt Nam đó. Việt Nam.
Việt Nam luôn rồi. Sương này nói bây giờ là không ở đây nữa mà cho về Việt Nam luôn rồi. Tại sao tôi về Việt Nam? Trời ơi, đưa đi đâu đi trời? Nói là bây giờ là ở Thái, không có gì hết. Trời ơi, Sương ơi, Sương đẩy về Việt Nam đi. Trời ơi, đừng có đẩy về Việt Nam. Nói vui thôi. Sương này nói là bây giờ là xong rồi, Sương sẽ cho ở lại chùa. Sương sẽ nói ở lại chùa chứ không. Trời ơi, nghe nói Việt Nam quảng hốt trơn. Hôm nay Sương thấy mọi người Việt Nam đến đông đủ là đủ duyên. Sương nói vui thôi, nhưng mà trong cái ý thức của họ, người ở đây thì không về được. Dạ. Nhưng mà mấy cái dông cũng đâu có cắt bo đâu mà bay vậy. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như sau này bà Ngao cũng sợ là bà khóc quá hả? Hồi tôi sợ bà khóc quá nhỉ. Tao đang sợ mày đó. Nhiều lúc nó lạnh quá nó sợ. Đi, nó về vô tắm nè. Coi chị Lê Giang, coi có ai trong người chị Lê Giang không? Tại vì mỗi lần mình chị Lê Giang vô chùa vô đời đó, chị mãi mới lại bắt đầu chị khóc mà. Lạnh quá chị. Thank you.
Cảm giác sao? Cái nước đó không phải là cái nước bình thường. Nước này á cũng không phải là nước mà mình tắm, nước mà sư chị chú đó khi đọc nước chú mà giải cho những ai mà bị dòng nhập, những ai mà đầy nhiều năm nhiều lời dịch kiếp mà những người thứ nhất đó thứ hai á, lấy tài có mùi thở ra hết vô em lấy hơi rồi em mở ra gia đình sẽ đậu khi ông thầy sói á em mở ra hết sói hút vô nước này là phép hàng năm sau khi mà qua quá trình tự làm rồi mình thấy người mình sẽ nhận đi giống như mình đã mất đi một việc gì đó từ lâu nay mình mang đầu mang tay gì đó không một phần của các bạn cũng phải làm gì để mất đi một cái. Okay.